Trong cuộc điện thoại liên quan đến công việc vào thứ Tư, ngày 20 tháng 10, Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành thời gian để giải quyết một vài vấn đề quan trọng được nêu lên bởi các thành viên đội ngũ chúng tôi liên quan đến quy luật của các cõi thiên đàng về người nào có thể truyền lực lượng minh sư trong quá trình tâm ấn của Pháp Môn Quán Âm. Thưa Sư Phụ, về Pháp Môn Quán Âm, đôi khi Sư Phụ chọn một thường trú nào đó mà không phải những thường trú khác để thực hiện việc truyền tâm ấn. Phải. Thưa, tại sao như vậy ạ? Tại sao? Bởi vì một số người cao hơn một chút so với những người khác và dễ hơn. À dạ, cầu thông dễ hơn. Dễ để truyền lực lượng. Ồ dạ, con hiểu. Nếu quá thấp, họ có thể gặp rắc rối. Ồ, một dòng lực lượng đột ngột. Ngay cả đồ bổ, quý vị cũng không thể ăn quá nhiều. Ồ, dạ. Ngay cả vitamin, quý vị cũng không thể uống cả lọ. Dạ, đúng vậy. Đó là như thế. Một số người xuất gia chưa sẵn sàng. Ồ, dạ, con hiểu. Về cơ bản, có thể làm. Chỉ có điều, với người nào thăng hoa một chút thì dễ hơn. Dạ, con hiểu, thưa Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, với Pháp Môn Quán Âm, ai cũng có thể chỉ dẫn tâm ấn cho người khác, đúng không ạ? Về cơ bản thì đúng, bởi vì không phải người đó truyền tâm ấn. Đó chỉ là chỉ dẫn bằng lời nói. À, dạ. Và lực lượng minh sư mới là làm tất cả. À, lực lượng minh sư đằng sau đó, dạ. Tâm ấn không phải là Pháp Môn, mà là lực lượng minh sư truyền vào đó. Không chỉ là hướng dẫn bằng lời nói. Hướng dẫn bằng lời nói là chỉ bảo quý vị ngồi và giữ yên lặng. Có thể nhắm mắt lại hay gì đó. Dạ, thưa Sư Phụ. Đừng làm ồn hoặc có lẽ đừng động đậy, nhưng đó không phải là tâm ấn thực sự. Dạ đúng, đó không phải là điểm chính. Điểm chính là hướng dẫn của minh sư, lực lượng minh sư. Dạ. Và minh sư không cần phải ở đó, nhưng phải có một sự hiện diện hữu hình. Dạ, thưa Sư Phụ. Chỉ để giúp họ ngồi thẳng lưng hoặc đại khái vậy. Dạ đúng, vâng ạ. Phải chắc chắn bảo họ ngồi trong tư thế tốt hơn, đại khái vậy. Thế thôi. Và lực lượng là từ vị minh sư. Dạ, Sư Phụ, con hiểu rồi. Họ báo cáo cho tôi trước những ai muốn thọ tâm ấn. Và ngày nay thì dễ dàng hơn. Dạ đúng. Mỗi khi có tâm ấn, họ gửi cho tôi một danh sách. Dạ đúng. Họ xin phép và tôi chấp nhận ai hoặc không chấp nhận ai. Dạ, thưa Sư Phụ. Có một số điều kiện và các quy định dựa theo thiên đàng và vũ trụ. Quý vị cũng phải biết một số điều đó nữa. Trước khi có thể truyền tâm ấn, trước hết quý vị phải xin phép vị minh sư, bởi vì đó là sự kết nối. Dạ, ngoài ra quy luật với minh sư. Trong cõi vật chất này là nếu người ta không hỏi xin thì không thể truyền. À, dạ. Nếu không thì tôi chỉ truyền hết cho mọi người. Dạ, đúng, đúng vậy. Sau đó tôi có rất nhiều đệ tử. Dạ. Không được, họ phải hỏi xin. Dạ, thưa Sư Phụ. Không phải vì minh sư khó khăn nhưng quy luật là như vậy. À, dạ. Nếu người chỉ dẫn tâm ấn vào Pháp Môn Quán Âm không có sự chấp thuận của Sư Phụ, điều gì sẽ xảy ra với họ? Nếu người nào cứ truyền bừa bãi, ồ, đây là một gánh nặng nghiệp, rất khủng khiếp cho người đó. Nếu không được phép của vị minh sư, thì không được truyền tâm ấn. Vào lúc tâm ấn, chúng tôi đã dặn dò họ, chỉ giữ cho riêng họ thôi. Dạ, đúng vậy. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà quý vị không nghe lời và vẫn cố làm vì ngã chấp của quý vị, vì đẳng cấp của quý vị thấp và truyền tâm ấn cho người khác, thì quý vị sẽ làm hại cả hai, chính mình và người thọ tâm ấn. Vì đẳng cấp của quý vị quá thấp. Dạ đúng vậy. Quý vị tự nhận mình là minh sư trong khi không phải vậy. Dạ đúng. Để truyền tâm ấn, quý vị phải là một minh sư. Dạ Sư Phụ, được Thượng Đế chỉ định và được Thượng Đế hoặc Thiên Thần bảo đi làm thế. Dạ, Sư Phụ, chắc chắn là tất cả điều đó. Hoặc quý vị dựa vào lực lượng minh sư, được sự cho phép của minh sư và được chỉ thị để làm điều đó, bởi vì xa xôi và thuận tiện hơn cho người khác. Vì vậy, giả sử ai đó cứ đi ra truyền tâm ấn, lén lút sau lưng minh sư, dạ, thì người đó sẽ bị đọa địa ngục. Ồ, chào ơi, bởi vì họ chưa đạt được đẳng cấp minh sư.
và đi ra ngoài hoàn toàn độc lập và không được sự cho phép. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Ở thế giới này luật lệ rất nghiêm ngặt. Dạ. Thành ra ngay cả minh sư xuống trần, ngài phải khiêm tốn bảo mọi người và kiên nhẫn. Khiêm tốn giải thích hết lần này sang lần khác và không đi khắp nơi khoe khoang. Ta đây, nhân vật quan trọng trên thiên đàng. Bất cứ gì. Có thể thậm chí nói rằng như Chúa Giêsu từng nói ta là con của Đức Chúa Cha. Nhưng không phải với thái độ ngạo mạn. Không phải những gì quý vị nói, mà là cách quý vị nói. Không phải những gì quý vị nói về bản thân mình, mà là quý vị biết rằng quý vị là vậy. Và quý vị nói sự thật mà không kiêu ngạo. Dạ đúng, đúng vậy. Nó đã xảy ra, cũng đã xảy ra trong đời tôi, là có người nghĩ rằng chỉ cần lặp lại lời hướng dẫn. Dạ. Và đi lên đi xuống như sư phụ làm, sờ đầu mọi người và thế là xong. Có một kho tàng vô biên đằng sau mà họ đã không học được. Dạ, không chỉ như thế thôi. Và thậm chí người mà được minh sư chỉ định để hướng dẫn tâm ấn bằng lời nói cũng không biết tất cả điều đó. Dạ đúng. Thành ra họ phải dựa vào lực lượng minh sư, câu thông với lực lượng minh sư để vị minh sư chỉ dạy thêm nữa. Dạ đúng. Vì vậy tâm ấn không phải pháp môn, chỉ là tạm thời trong ngôn ngữ thế gian. Chúng ta phải nói là pháp môn quán âm, nhưng đó không phải là pháp môn, mà là lực lượng khai sáng. Đó là lực lượng minh sư. Minh sư phải rất cao đẳng mới có thể chịu được tất cả lực lượng từ các thiên đàng chứa trong phàm thân. Dạ. Ngoài ra, làm vậy là không trung thực. Dạ. Quý vị tuyên bố mình là minh sư nhưng quý vị không phải vậy. Quý vị không có chút lực lượng nào, nên nghiệp của chính người đó hoặc ngược lại họ. Và họ cũng lãnh nghiệp của những người khác qua tâm ấn. Sau đó tất cả họ đều đọa địa ngục. Không có sự trợ giúp. Dạ. Bị ngắt kết nối. Về những ai truyền tâm ấn mà không có sự cho phép của minh sư, tôi đã thấy họ sẽ bị bệnh và làm phiền tôi rất nhiều bên trong, cầu xin tha thứ này kia và mọi điều đó, và thậm chí viết thư cho Ban Ao Lạc Việt Nam, cầu xin được tha thứ. Minh sư có thể tha thứ, điều đó dễ dàng, như thể dòng sông tha thứ. Con suối nhỏ đó, vũng nước nhỏ đó, nhưng nó đã tách ra, bị cắt đứt rồi. Nó tự tách ra khỏi dòng sông lớn, nên nó không được hợp nhất nữa. Do đó, dù dòng sông tha thứ hoặc không tha thứ, vũng nước nhỏ đó hoặc dòng suối nhỏ đó vẫn cần phải tiếp tục dòng chảy của nó. Bởi vì nó quá nhỏ, quá yếu. Và sau đó nước sẽ phải bị dơ bẩn hoặc đục ngầu tùy vào môi trường của bất cứ nơi nào mà con nước nhỏ hoặc suối nhỏ đó chảy qua, và nó sẽ không được tái hợp với đại dương nữa. Và nếu dòng suối nhỏ đó muốn đoàn tụ với đại dương lần nữa, thì nó phải bắt đầu lại từ đầu, phải bốc hơi, trở thành mây, và sau đó trở thành mưa, và rồi trở lại địa cầu lần nữa. Và nếu nhóm mưa này đủ may mắn để rơi vào dòng sông lớn và sau đó xuôi dòng sông mà đi vào đại dương, nếu không may, nhóm nước mưa này sẽ rơi trên đá, trên sa mạc, trên một bụi gai, và chỉ lãng phí, hoặc bị thấm vào đất, và sau đó phải bắt đầu lại từ đầu nữa, phải mất một thời gian dài, rất dài, như từ ABC lần nữa. Dạ, sư phụ. Đó là nếu một chút nước đó, thậm chí có thể làm lại từ đầu, hoặc chỉ biến mất vào trong sa mạc khô hạn, nóng khát, và vĩnh viễn tiêu tan. Quý vị thấy những người này, nếu họ dám làm điều đó, lén lút sau lưng minh sư và công bố giáo lý và pháp môn của minh sư là của chính họ, thì cái ngã của họ hẳn phải rất lớn. Dạ chắc chắn ạ. Tham vọng hẳn phải rất lớn. Dạ đúng. Bởi vì quá dễ mà. Tại sao không hỏi vị minh sư còn có thể truyền tâm ấn không? Đúng vậy. Dạ thưa sư phụ. Và sau đó chỉ gửi tên của những người này.
Nếu họ tốt, tôi sẽ để họ truyền. Dạ đúng vậy. Nếu không, tôi sẽ cử người khác. Tại sao lại lén lút sau lưng minh sư như thế? Dạ không tốt. Nên đó là ngã chấp và đẳng cấp thấp, và điều đó cho ma vương có quyền lực chế ngự người đó, chế ngự họ hoặc bất cứ ai. Dạ. Về hai người mà đã truyền tâm ấn mà không báo trước minh sư, tôi đã tiếp tục cảnh báo họ nhiều lần rồi mà họ chỉ lặn sâu hơn vào sự vô minh, vào sự kiêu ngạo và tham lam. Lần cuối cùng tôi cảnh báo họ, nói rằng họ phải sám hối, để ít ra mạng sống của họ sẽ được cứu. Vậy mà không nghe, rồi thì không lâu sau đó họ bị bệnh, và rồi trên giường bệnh họ sám hối. Khá trễ rồi. Dạ đúng, vâng thưa sư phụ. Nên nếu quý vị thật sự muốn tu hành, thì phải nghiêm chỉnh, để lực lượng minh sư có thể thăng hoa quý vị. Chứ đừng nấn ná ở góc tối tâm nào đó hoặc vùng đẳng cấp thấp, chỉ để được người khác khen tặng, hoặc để họ sẽ cho quý vị thứ gì đó. Không nhất thiết là tiền bạc, ngã chấp và tham vọng. Ham muốn thấp kém có nhiều hình thức. Tất cả quý vị hãy cẩn thận với cạm bẫy của ma vương. Trông có vẻ tốt đẹp một thời gian, nhưng về lâu về dài, nó sẽ hủy hoại quý vị. Dạ, sư phụ. Chỉ cần nhớ kỹ, luôn nhớ Thượng Đế, luôn luôn phụng sự người khác, nhân danh Thượng Đế. Bởi vì chúng ta không là gì cả, chúng ta đến với hai bàn tay trắng và sẽ đi với hai bàn tay trắng. Chúng ta không thể nhận công trạng cho bất cứ điều gì, huống hồ là lấy kiến thức tâm linh từ người khác và tự nhận là của riêng mình. Đây thật sự là vô liêm sỉ. Đây thật sự là hạ cấp. Dạ đúng. Tôi mong tất cả quý vị lắng nghe. Điều này nghiêm trọng. Không phải trò chơi mà quý vị có thể đùa. Thậm chí như nếu quý vị không biết cách xử lý điện, thì đừng thử. Nguy hiểm cho mình. Tu hành, ước vọng, khao khát không phải là trò chơi để quý vị thu lợi lộc trong bất kỳ cách nào. Lợi lộc không nhất thiết phải là tiền. Thực sự rất kinh tởm. Hy vọng không ai trong quý vị sẽ thử loại trò chơi ngu ngốc đó. Và có hại nữa, chứ không chỉ ngu ngốc. Có hại cho chính mình, có hại cho tha nhân. Bởi vì quý vị không có đủ lực lượng để thậm chí tẩy rửa bản thân. Bởi vì quý vị không tu hành tốt, đi sai hướng, theo hướng thế gian, nhân danh từ thiện, hoặc bất cứ gì, chỉ vì tư lợi của mình. Và sau đó quý vị lãnh nghiệp của người khác và giao du với người thế gian một cách bừa bãi, không chọn lựa, và nghiệp của họ cũng tiêm nhiễm quý vị nữa. Nghiệp chướng của quý vị cũng đủ để kéo quý vị xuống rồi, giờ lại còn mang thêm hành lý từ những người khác. Thưa sư phụ, con hiểu tại sao người truyền tâm ấn mà không có sự chấp thuận sẽ đọa địa ngục, nhưng còn những người thọ tâm ấn thì sao ạ? Dường như tâm họ cũng có thể trong sạch để thọ tâm ấn. Tại sao họ phải đọa địa ngục ạ? Bởi vì nghiệp của họ không được sạch sẽ. Dạ. Và bởi vì người đó kết nối với người địa ngục. Họ kết nối với người thầy địa ngục này, họ tin vào người này. Dạ. Vì vậy, thầy đi đâu, trò đi đó. Quý vị thấy không? Nếu ai cũng có thể làm minh sư, dạ, thì không cần chỉ một Chúa Giêsu. À, đúng vậy. Và không cần chỉ một Đức Phật, không cần chỉ một Đạo sư Nan Nát, không cần chỉ một Đức Mahavira, không cần chỉ một tiên tri Mohammed bình an ở cùng Ngài. Dạ, thưa sư phụ, không cần tất cả minh sư Ấn Độ giáo, như Ngài Patanjali, chẳng hạn, như thế, bởi vì các Ngài được Thượng Đế ủy thác. Dạ. Ngài Krishna đã cùng với Thượng Đế bên trong. Dạ, sư phụ, con hiểu. Mặc dù bên ngoài, Ngài trông giống hệt chúng ta, Chúa Giêsu trông không khác với những người khác chút nào. Trừ khi quý vị khai mở mắt thứ ba, thì quý vị có thể thấy ánh sáng xung quanh Ngài luôn luôn. Cũng giống vậy với Ngài Kabir hoặc các vị minh sư khác.
Dạ, sư phụ, các ngài có lực lượng này, các ngài có thể chứa đựng giống như một sợi cáp bự. Ồ, dạ vâng, kết nối với một lưới điện lớn, lưới điện trung tâm. Ngược lại, bất cứ dây cáp nào không được kết nối, nhìn trông giống nhưng nó không có gì cả. Dạ đúng, không có điện. Và vị minh sư, nếu ngài đã chọn ai đó để truyền bá giáo lý, thì người đó được chọn. Ngài sẽ chọn người đại diện của ngài. Dạ, nhưng họ cùng với các ngài mọi lúc. Kính thưa sư phụ từ ái nhất, chúng con vô cùng tri ân vì ngài đã ban chúng con món quà vĩ đại nhất, đó là tâm ấn, sự giúp đỡ vô điều kiện và đầy ý nghĩa nhất của ngài cho nhân loại, cũng như sự giúp đỡ của tất cả các vị minh sư vĩ đại khác trong quá khứ và hiện tại, là nguồn sống bất khả tư nghị cho thế giới chúng ta. Chúng con đầy khâm phục và cầu nguyện ngày càng có nhiều người sẽ nhận được kho báu thiên đàng này và tái hợp với Thượng Đế bên trong, rồi chúng ta sẽ sống trong thiên đàng tại thế, nhận biết hạnh phúc thực sự trong khiêm tốn và phục tùng trước bản toàn năng. Nguyện cầu sư phụ trân quý luôn dồi dào sức khỏe và vui hưởng an toàn tối đa, được hỗ trợ bởi tất cả các vị thiên đế. Để nghe Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư phản hồi quan điểm của Bình Nhưỡng về những nỗ lực mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Trump, cũng như nghe thêm những thấu hiểu của Ngài về các chủ đề quan trọng khác, xin mời quý vị đón xem trong tiết mục giữa thầy và trò vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 để xem đầy đủ chương trình phát sóng của cuộc điện thoại này.